có một cái chuyện này, xin các bạn, tất cả những người ngồi trong cái lớp này này, lưu ý, bắt đầu học phục vụ hôm nay về, nguyên các bạn không, các bạn phải cố gắng giữ, chứ không các bạn lại đi học xong rồi lại thôi, lại cũng như không nữa. Là khi linh mục ban phép lành thánh thể cho chúng ta, ngài cầm mặt nhật hay cầm mình thánh chúa, tức là cầm hào quang, đưa lên ban phép lành cho chúng ta thế này, đưa lên, thì linh mục ngài sẽ vẽ cái hình thánh giá bằng khi cầm cái hào quang đó, hào quang trong đó có mình thánh chúa, đưa lên vẽ hình thánh giá trước mặt chúng ta, không bao giờ cúi đầu. Chúa tôi cứ đưa mình thánh chúa lên cái là cúi xuống hết tất cả, như vậy chật lật hết tất cả, không có cúi đầu. Mà làm sao, mà làm cái gì? Khi đưa mình thánh chúa lên, tất cả chúng ta nguyên cái cử chỉ khi đó là quỳ, chúng ta nhớ là tất cả chúng ta quỳ, linh mục đưa mình thánh chúa lên, thì chính cái thái độ quỳ đó là chiêm ngắm. Lạy Chúa tôi ơi, không có hiểu gì tất cả. Trong lịch sử của giáo hội, khi người ta đặt chúa đây, đặt chúa đây thì đặt rồi, chầu chúa từ nãy giờ rồi, bây giờ người ta đưa chúa lên để cho mình thấy, thì cúi hết xuống, em không nom đã làm gì em. Đưa mình thánh chúa lên để cho tất cả mọi người chiêm ngắm chúa, em không nom nữa em, mà lại còn khổ cách như thế này, lại không nom nhưng mà lườm lườm lướt nguyên lít lườm lườm xem xuống chưa, xuống chưa, xuống chưa, để cháu còn ngẩng cổ lên nữa, khổ thay vậy đấy. Tức là đưa lên cho mà chiêm ngắm, chiêm ngắm không chiêm, em không chiêm nữa nhưng mà em lườm tí, xuống chưa, cha đã quay lại chưa, cha hạ xuống chưa để cho con ngẩng cổ lên, từ nãy giờ đau cổ rồi, chán quá thật, chúa thật chán quá thật. Giáo hội đưa lên cho ta chiêm ngắm thì nhất định không chiêm, nó làm gì em không? Ai ở đây mà không chiêm ngắm nhưng đã từng lườm lườm xem bố đã hạ mình thánh chúa xuống chưa? Giơ tay xem nào, cứ giơ tay thẳng. Đấy có sai không? Có sai đâu. Lườm lườm xem bố hạ xuống chưa để con còn ngửa cổ. Có sai đâu, có sai đâu. Các bà, có bà nào có, từ nãy giờ thấy mấy cái ông mà các bà nào có giơ tay thẳng lên xem nào. Các bà không dám giơ. Các bà. Anh chị em biết không, tôi kể cho anh chị em nghe này. Hết ngưỡng cổ, thầy kể, thầy giáo kể cho mà nghe này. Thời xưa đó, thời xưa đó, là khi làm lễ đó, truyền phép mình là máu thánh chúa, mình thánh chúa, máu thánh chúa trên này này. Anh chị em biết lúc bây giờ làm lễ bằng tiếng Latin, linh mục quay lên bàn thờ đó, chỉ trông thấy có lưng của linh mục à. Ngày xưa làm lễ đó, mấy đứa con nhỏ nhỏ, cha ngày xưa cha giúp lễ khi đó còn làm lễ bằng tiếng Latin, gọi là Dominus vobis cum est cum spiritu tuo đó. Mà tại vì cha năm nay cha ngoài 50 tuổi rồi thì cha giúp lễ vậy, nhưng mà chúng con mà dưới 40 tuổi là không biết đâu. Nhưng mà những ai từ 50 tuổi, 60 tuổi ở đây thì biết, ngày xưa linh mục làm lễ quay lên bằng tiếng Latin, chỉ thấy cái lưng cha và ông đọc xì là xì lồ cái gì mà chẳng biết. Thế ở dưới cứ các đám, tức là cha cứ làm lễ kệ bố cha, dưới này thì đám này lần hạt, đám này đi đàng thánh giá, đám này thì cứ đọc nhân tội. Má tôi là ngày xưa tôi còn bé, bố chết sớm mà, bố chết sớm tôi 13 tháng đã bị con làm, đã mồ côi bố rồi. Nên bà già có mỗi thằng con út đi đâu cũng lôi đi, mà tôi đạo đức cũng nhờ mẹ đó, đi đâu cũng quỳ, quỳ hai mẹ con quỳ với nhau. Ông không còn nữa thì bắt thằng con thay vào đấy, cứ đi nào cũng quỳ, hai mẹ con quỳ ở đây, hai mẹ con đi đâu cũng vậy. Tôi đến 10-11 tuổi rồi cũng cứ đi đây, đi lễ đây cứ hai mẹ con quỳ với nhau, không có được đi đâu hết. Thứ nhất là hơi nghịch ngợm, anh chị em thấy tôi kiểu phải biết bé tôi nghịch ngợm lắm ấy, đi thì cứ đánh nhau, có lần đánh nó chém một cái đổ máu ra. Bây giờ cái này ở cái mắt này, khóe mắt này này, ở bên khóe mắt này, méo phót mài này, chỗ này nó có cái sẹo, bây giờ làm thẻ căn cước, làm chứng minh nhân dân, họ ghi khóe mắt phải một sẹo tròn 0.5 cm, đây là nó chém ra đây này, từ hồi bé đấy mà giờ nó để nó lại dấu vết ở trên thẻ căn cước ấy, quái quái mà vậy đó. Đi sao nó chém cho cái vậy này, người bé nghịch lắm, vì nghịch như vậy đó thành thử ra bà sợ, bà già sợ cứ đi đánh nhau, đi đây ngồi đây, hai mẹ con đi đây, tao quản lý luôn. Do đó khi đi theo bà mẹ vậy thuộc hết. Đến khi mà tôi vô đại chủng viện á, không có một thầy nào bằng kinh tôi. Cái cuốn sách kinh ấy này, tôi đọc hết từ trên xuống dưới, đọc thuộc lòng đó. Giỏi chưa? Là bởi vì đi học kinh với mẹ đấy, cứ đọc kinh. Cứ trên cha làm lễ gì kìa, bố ông hai mẹ con cứ thế đọc kinh, cứ dưới đọc kinh. Mà tôi nhớ là đọc kinh dữ lắm, là cứ đọc kinh lắm.
tôi thích thuộc kinh hơn các chị tôi nữa, thuộc lắm, kinh gì cũng kinh. Phục rĩ chí tôn thiên chúa cứu chủng, hay cái kinh phục rĩ rồi, cái kinh mà chữ Hán đấy tôi cũng còn thuộc nữa này. Thuộc lắm, cái kinh gì cũng thuộc hết, thuộc lắm. Hai vị cứ đi ngày nào cũng đọc vậy. Cha làm lễ, có hôm thì bà bắt về, cúi đầu xuống đọc kinh nhân ăn tội. Hai mẹ con, này chúa con, cứ đọc kinh khóc lóc vậy, cứ đọc kinh khóc lắm. Cứ đi vậy đó, chúa tôi cứ đọc kinh khóc vậy, nó chả ra làm sao, nó buồn cười lắm. Nhưng mà nếu khi là lúc nào mà không giúp lễ thì là xuống đọc của mẹ, còn không giúp lễ trên. Thế thì anh chị em biết là này, cha làm cái gì cũng không có biết. Nhưng cái chỗ này là tất cả các xóm, xóm này lần hạt, xóm này đọc kinh ăn ăn tội, xóm này đi đàng thánh giá, xóm kia đọc các cái thứ kinh, lô ma lô mỗ trong nhà thờ, cứ như là cãi nhau vậy, cứ giống như tổ ong vậy. Nhưng mà cái chỗ này là ngưng hết này. Thế là bố bắt đầu, mà lúc mà bố đặt tay trên bánh chén thánh vậy này, thì có chú giúp lễ nó ở đấy nó trông thấy. Vì đấy chú giúp lễ nó mới trông thấy. Còn sau mình thấy cái lưng không à, mình đâu biết. Chú nó trông thấy reng. Thế cái im hết, im re hết cả làng, im re ấy. Là bố đang truyền phép. Xong rồi bố lại đọc cái gì học enim corpus me um rồi xong rồi bố đưa bánh thánh lên reng, thế là im này reng, tức là reng là để giật mình, để có cái từng hồi vậy đó. Mà anh chị em biết là khi đưa mình thánh chúa như vậy, xem lưng ông mà, thế thì ông mới cầm bánh lên như thế này để gì, để chiêm ngắm chúa. Quân nhà ta chả biết được, gục hết cổ xuống. Từ nãy giờ xem lưng ông ấy, đâu biết ông làm cái gì. Bây giờ ông đây bánh thánh để ông đưa lên, ông đưa vượt qua đầu ông như vậy để mình trông. Thế quân nhà quân ta cúi đầu hết tất cả, chả hiểu làm sao. Mà nó quen thói như vậy rồi. Do đó bây giờ làm lễ, bây giờ cha đọc tiếng Việt Nam mà cha làm vậy, ông cha ông làm vậy, ông cũng đưa mình thánh chúa truyền phép, ông đưa bánh thánh lên để chúng ta thờ lại. Chúng ta chiêm ngắm chúa, chúng ta cũng cúi hết tất cả. Quen cái cúi đó rồi, để đến lúc mà ban phép đành thánh thể, đưa mặt nhật lên cũng cúi luôn. Chúng ta khỏe cúi lắm, thầy chúa tôi. Cúi luôn xoành xoạch. Tôi nói cho mọi người nghe, bây giờ tôi cũng không biết làm sao là bây giờ điều chỉnh lại cái cúi của chúng ta trong nhà thờ. Cúi quá sức lẽ mình. Mà nhiều cái cúi mà ta nói là cúi tự phát đấy. Cứ đâu. Cái gì có chúa là cúi hết. Đó là lời chúa, đọc tin mừng, ai đọc là thánh thánh thư. Đó là lời chúa, tạ ơn chúa. Không có chúa. Chúa, cứ có cho chúa ta ơn chúa cúi liên miên. Chúa tôi mà bây giờ không biết gì, nó quen thói rồi, để cứ nghe đến cái là giật mình cúi xuống. Lễ xong chúa anh chị em đi bình an, ta ơn chúa, mà cái đó có bao giờ có đâu, mà cứ gật cúi tất cả như vậy. Tôi sẽ nói đến khi nào đến cái chi thể đó, đến cái đầu đó, cúi thì cúi cái đi. Chứ bây giờ chúng ta cúi tá lả hết tất cả, không biết đường nào, mà nhiều cái cúi theo người ta cúi tới cái ấy, nó cúi kìa, mình phải cúi theo nữa, chứ không thì mình để làm gì đó. Thôi thì tôi quay trở lại này, đấy là một trong cái. Bây giờ hôm nay đi học về, từ rầy sắp tới, khi linh mục đưa bánh thánh và chén thánh, chúng ta nguyên quỳ, đó là chiêm ngắm và thờ lạy đấy. Đừng cúi nữa, người ta đưa lên cho mình chiêm ngắm mà mình cúi thì thôi, để luôn dưới cho rồi, khỏi phải cúi với không cúi nữa. Nhớ chưa? Trận này về có cúi nữa không? Không hả? À có cái người là không, nhưng mà cũng là điệu này, tình hình này là có hay không mà cũng hơi có kiểu như là sợ về lại theo thói quen ấy hỏng. Nhớ nhau, nhớ in trong lòng là cử chỉ quỳ là cử chỉ chiêm ngắm và thờ lạy Chúa đó. Do đó khi chúng ta chầu thánh thể là nguyên cái cử chỉ đó là cử chỉ thờ phượng và chiêm ngắm Chúa. Và linh mục đưa bánh thánh lên cho chúng ta là chúng ta chiêm ngắm Chúa. Chúng ta đừng cúi xuống đưa lên cho mình chiêm ngắm, mà mình cứ cúi gập xuống hết tất cả thì chán quá là chán. Thế mà lại cúi xuống xong lại còn lườm lên bố hạ xuống chưa, lại còn ngưỡng cổ nữa. Chán quá thật. Chán ơi là chán. Thôi từ đây sắp tới đừng có lườm nữa nha, đừng có lườm Chúa nữa. Mà rồi có ngày lé cho mà xem. Có lườm giết là lé cho mà xem rồi. Tại vì làm sai rồi.